Hello, xin chào tất cả các anh em đã quay trở lại với kênh Đạt Copy của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em về những cái bộ lọc để nuôi cá bảy màu. Cái bộ lọc này hiệu quả, những cái ưu điểm và nhược điểm của tụi nó mình sẽ nói ra hết ha. Hiện tại là mình mới vừa đi nhập hai cái thùng lọc này về để mình mở cho anh em xem. Anh em nhìn cái thùng này anh em biết mình nhập cái lọc gì không? Hai cái thùng này trị giá là 11 triệu nha anh em. Mình vừa nhập một ít Artemia với lại lọc luôn. Trong đây thì nó cũng có Matrix nữa. Đây. Bên đây là một thùng ha. Còn thùng này nữa nè. Trong đây là mình nhập lọc QS 200A. Mình xài trên cái hồ kính đó anh em. Nhìn cái hộp lọc là anh em thấy nó sang không? Đó, 200A. Bên đây thì mình cũng có nhập một ít Artemia nữa nè. Thì lọc với Artemia này mình nhập về chủ yếu là cho trại mình xài. Nhưng mà anh em nào có cần á thì mình chia lại nha. Date ngày 22 tháng 2. Để ở đây chút xíu nữa mình sẽ bỏ nó vô trong tủ lạnh. Đây là Matrix nè anh em. Này dành cho anh em nào chưa biết Matrix. Nó tựa tựa như đá lông vũ vậy á, nhưng mà nó xịn sò hơn nha. Nói chung là được làm ra hình như là cũng làm ra từ đá lông vũ rồi người ta gia công lại hay sao á, mà nó thành những cái cục nhỏ nhỏ như thế này. Số lọc Elite mình mới vừa nhập được là để xài trên cái dãy hồ kính này nè anh em. Thì trên đây nó có một ít lọc thôi, một ít hồ có lọc, mình cũng có thả một số cá lên trên đây rồi. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ với anh em về tất cả những cái loại lọc sử dụng để nuôi cá bảy màu. Thì nó có 5 cái loại lọc nha anh em. Loại lọc thứ nhất là QS 200A, là như trên cái dãy hồ kính của mình anh em thấy nè. Nó toàn bộ hồ kính là xài QS 200A hết. Sau đó thì đến lọc XI 280. Lọc XI 280 là nó như thế này. Nó là một cái lọc cục màu đen. Nó như thế này anh em. Nó có một cái ống trắng này. Và cái lọc thứ ba đó chính là cái lọc Elite. Lọc Elite đây. Lọc Elite này là mình chế ra đó anh em. Và cái thứ tư là cái lọc tay quan. Mình sẽ để cái hình đây cho anh em xem. Tại vì ở trại mình không có sử dụng cái lọc đó ha. Rồi đến cái thứ năm á, là lọc XI Elite. XI Elite nghe tên hơi dài à. Ra thì nó là cái lọc cục XI nè. Rồi mình chế thêm cái cây Elite ở trên để cho nó hiệu quả hơn. Rồi bây giờ thì mình sẽ quay từng cái lọc, mình nói ưu điểm và nhược điểm của nó cho anh em xem luôn ha. Đến với cái lọc đầu tiên, mình sẽ quay cho anh em xem cái lọc QS 200A. QS này nó có nhiều loại nha anh em. 100, 100A, 200 và 200A. Những cái lọc nào có cái chữ A phía sau thì nó sẽ có cái khay để mà cho chúng ta đựng vật liệu lọc. Và 100A nó khác với 200A. 200A nó sẽ to hơn, cái hộp đựng vật liệu lọc to hơn nè, bông lọc to và dày hơn, nó sẽ lọc hiệu quả hơn, thì giá thành nó cũng cao hơn nha anh em. Mình sẽ nói đến ưu điểm của cái lọc này thì nó lọc rất là hiệu quả luôn anh em, thẩm mỹ. Anh em nhìn cái dãy hồ kính của mình nè, nó rất là sang đó, rất là sang. Hiện tại là mấy cái hồ này á, ở ngoài mà nó đang lạnh đó anh em, nên là nó đóng xương. Mình chùi như thế này ra thì nó mới thấy nó trong nha. Chứ còn là nhìn như thế này là cứ tưởng nó là nước nó hơi bị đục ấy. Mà thật ra nước rất là trong. Cái lọc này thì nó rất là dễ vệ sinh luôn. Để mình lấy cho anh em xem nha. Đây, cứ đến định kỳ thì mình sẽ lấy cái bông lọc này ra. Nó lấy một tay thì nó cũng ra được nè anh em. Rất là dễ. Và mình chỉ cần kiếm hồ nào không coi. Đây, mình chỉ cần bóp cái bông lọc này. Đó, anh em thấy nước nó đục không? Đục quá trời luôn. Rồi mình cứ giặt 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 lại như thế này, rồi mình bỏ vô là xài lại được. Thì cái bông lọc này nó rất là bền nha anh em, nó mịn. Thì mình để ý những cái lọc càng xịn giá cao á, thì cái bông nó mịn nè, nó đã lắm, nó không có bị lỗ nhiều anh em. Như thế này nó mới giữ được nhiều cặn ha, và nó tạo được cái dòng chảy nè anh em thấy không.
có cái lọc này là nó có cái dòng chảy sẵn, như cái lọc PE á thì nó sẽ đưa oxy lên trực tiếp trên mặt nước luôn. Còn cái này nó tạo một cái dòng chảy, nó đẩy ra đây, cá mình nó bơi ngược lại, giống như là nó tập thể lực cho cá của mình. Rồi cái dòng chảy đó nó cứ tuần hoàn như thế này, tuần hoàn như thế này, thì cá của mình nó sẽ rất là khỏe nha anh em, nó linh hoạt hơn so với anh em nuôi cá mà không có oxy hay là không có lọc ha. Thì cái dòng chảy nó rất là hiệu quả trong cái việc mà chúng ta nuôi những con cá chơi vây chơi đuôi. Rồi giờ mình sẽ nói đến cái nhược điểm của cái lọc QS200A này. Nhược điểm của nó là giá thành nó rất là cao. Những cái lọc như thế này á, em mua với giá là 115.000 một cái á anh em. Những cái lọc như thế này là giá 115.000 một cái. Bên đây là bầy cá con của dòng Tobas Ribbon Finchy dày. Ribbon dày luôn nè. Ồ, anh em thấy không? Nè, cáp tơ nhưng mà anh em nhìn nè, nó rất là chất lượng luôn nha. Thấy mấy cái này không? Cái cọng ribbon nó dày cực kỳ luôn anh em, mà trước giờ mình chưa nuôi cá ribbon nào mà có cái fin hay là có cái ribbon ở cái thời điểm cá con như thế này mình thấy nó dày rõ ràng hết á. Ok, giờ mình sẽ lại đần kê để mà mình quay, mình chia sẻ với anh em về những cái lọc còn lại. Mình sẽ đến với cái lọc XY280 ha. Đây mình bỏ nó qua bên chỗ này, mình ngồi mình chia sẻ với anh em. Đây là cái lọc XY280. Cái ưu điểm của nó là nó lọc nước rất là trong, rất là hiệu quả. Cái giá thành của nó rất là phải chăng luôn anh em ạ. Cái lọc này là giá 45.000 một cái. Thì khi trước là nó 40 á, sau cái đợt vừa rồi thì Trung Quốc nó lên giá nên là phải bán á 45.000 một cái anh em. Và cái nhược điểm của cái lọc này á là nó tạo ra tiếng ồn, nó cực kỳ ồn luôn anh em. Tại vì sao? Mình thả cái cục lọc này xuống dưới cái hồ á, khi mà oxy nó sụt lên á là cái oxy từ cái chỗ này nè, nó tuôn thẳng lên trên cái mặt hồ của mình luôn, nó tạo ra tiếng ộc ộc ộc, nghe rất là khó chịu. Nếu mà anh em nuôi một hai hồ thì anh em sẽ không thấy được cái tiếng ồn của nó đáng kể, nhưng mà anh em nuôi nhiều như mình á, vài chục hồ thôi là đã thấy là nó ộc 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 rất là khó chịu rồi. Và nó sẽ không có tạo dòng chảy anh em à, nó đánh thẳng cái oxy lên trên mặt nước thôi, nó không như là cái thằng XY Elite ở đằng sau. Thì cái lọc đó mình chế đó để cho nó kết hợp tất cả những cái mà ưu điểm lại với nhau. Và cái lọc này thì nó hơi khó vệ sinh nha anh em. Mỗi lần mà vệ sinh á thì anh em phải nhấc cái lọc lên. Đây, mình tháo nó ra luôn cho anh em xem nè. Nó phải tháo ra như thế này. Đây là cái đế của nó. Đây là cái bông. Và đây là cái trụ và cái ống lọc của nó nha. Đó, mình phải tháo hết cái lọc ra rồi mình mới đi giặt được. Nhưng mà cái bông lọc này thì mình sẽ sử dụng được rất là lâu đó anh em, mình nuôi vài năm nó vẫn bình thường nha anh em. Bông lọc này rất là bền. Mình hướng dẫn anh em nè, ví dụ như hồ cá anh em bị bệnh, đừng có bao giờ mà đem cái cục lọc, đem cái bông lọc này ra phơi nắng cả. Anh em có thể là ngâm với muối đậm đặc hoặc là với một cái dung dịch gì đó mà cho nó diệt mấy con vi khuẩn ở trong này thôi. Tại vì sao? Nếu mà anh em đem cái bông lọc này ra phơi nắng thì nó mục liền, nó mục nhanh lắm nha anh em. Rồi mình sẽ không có xài, mình xài nó không có được bền. Tiếp theo mình sẽ đến với cái lọc Elite. Đây là cái lọc mà khi trước mình xài, giờ mình chuyển qua mình xài XY Elite rồi, cho nó bền và nó hiệu quả hơn. Cái lọc Elite này á, giờ mình sẽ nói đến ưu điểm của nó nha. Nó sẽ tạo ra một cái dòng chảy rất là mạnh nè, mịn và êm ái. Như anh em thấy nó chảy nè, ở những cái lọc bên đây nó chảy, anh em thấy không? Mình đang nói đến những cái cây Elite thôi chứ mình không nói cả cái lọc ha. Anh em thấy nó chảy không? Ra mịn, êm lắm. Và cái lưu lượng nước khi nó đi qua cái lọc này thì nó rất là nhiều nha anh em. Tại vì trong này là nó có một cái cây Elite nè. Trong cái cây Elite này nó không đơn giản đâu anh em. Người ta đục rất là nhiều cái lỗ một ly xung quanh cái cây trắng này. Sau đó là khoan một cái trụ ha. Mình gọi là cái này là người ta chế bằng hai cái bịt của ống 21 đó. Đó, người ta nối hai cái bịch lại với nhau rồi sau đó nhét trong cái cây này, dán keo lại. Thì mình sẽ gắn dây oxy vô chỗ này nè anh em, gắn dây oxy vô chỗ này. Thì hơi oxy nó sẽ đi qua trong cái ống này và nó tông thẳng vào trong cái cây trắng này, nó đi lên trên cái này và nó đi ra. Thì đó là nó đi ra, một đầu ra thì đầu này là đầu hút vô nè. Cái này hút vô. Giờ mình sẽ nói đến cái nhược điểm của nó. Cái này cũng không biết gọi là nhược điểm hay là ưu điểm nữa. Nhưng mà đối với những anh em nuôi cá lâu nè và chơi cá xịn như mình á, thì khi mà phân nó bị hút vào trong cái hộp lọc này nhiều quá
thì đó là cái nhược điểm. Còn đối với những anh em mới chơi á, anh em thấy cái lọc này hút phân vô, ô vậy nó hiệu quả, vậy là ưu điểm của nó. Nhưng mà để mình nói cho anh em nghe nè, khi mà nuôi cá, muốn cá đẹp, cá khỏe hay là anh em nuôi cá xịn đó, thì anh em phải thường xuyên vệ sinh hút cặn hồ cá, đúng không? Khoảng 3 đến 4 ngày anh em hút cặn một lần. Và những cái hộp lọc này định kỳ thì khoảng là nửa tháng hay là một tháng mình sẽ đi giặt rửa vệ sinh một lần. Nhưng mà khi mà anh em vừa hút cặn xong mà anh em nhìn vô trong cái hộp lọc, anh em thấy quá trời phân trong đó, thì có nghĩa là cái phân cặn nó còn ở trong cái hộp lọc này, nó sẽ tan vô lại trong cái nước của chúng ta. Nó sẽ làm cho cái nước của mình, chất lượng nước của mình nó không có được ổn định. Những con cá mà mình chơi mà vây đuôi thì đôi khi mà anh em để cái lọc này lâu quá không có vệ sinh thì nó sẽ dễ bị cháy vây cháy đuôi nha. Đó là cái nhược điểm của nó. Cái này là đối với mình nói nhược điểm, còn đối với anh em mới chơi thì có thể nó gọi là không phải là nhược điểm ha. Anh em có thể tham khảo ở cái đoạn này. Tiếp theo là chúng ta sẽ đến với cái lọc tay quan. Thì rất là tiếc trại mà không có sử dụng cái lọc tay quan, mình sẽ kiếm một cái hình mình để vào trong này cho anh em xem và mường tượng cái lọc tay quan như thế nào. Lọc tay quan này nó chỉ sử dụng được trên hồ kính thôi nha anh em. Đây là cái hồ kính của mình dài 40, rộng 30, cao 30. Thì cái lọc tay quan nó sẽ chiếm khoảng 1/3 của cái hồ này. 1/3 nó chiếm phần nó, và nó cao lên tới chừng này nè anh em. Nó cao lên tới chừng này. Trong cái đó là người ta sẽ bỏ vật liệu lọc, bỏ bông lọc, vân vân ha. Đối với mình giờ mình sẽ nói đến cái ưu điểm của cái lọc tay quan này trước. Cái lọc tay quan này là nó tạo một cái hệ vi sinh trong nước cực kỳ ổn định luôn anh em. Rất là ổn định và nhìn nó thẩm mỹ lắm, nhìn nó khá là sang ha. Còn cái nhược điểm của nó là nó sẽ khó hút cặn nè. Đối với anh em nuôi cá ít thì thấy nó ok. Anh em nuôi cá thi phôm cá để chơi cho vui á, 5-7 con trên một cái hồ á, thì nó đi phân ra không có bao nhiêu hết. Và cái vi sinh ở trong cái lọc đó nó cực kỳ khủng, nó sẽ xử lý hết cái phân đó luôn. Nó làm tan rã cái phân ra luôn á anh em. Còn đối với anh em mà nuôi cá nhiều giống như mình, họ nuôi cá mà anh em thấy không, trên đây là khoảng 30-40 con trên một hồ, thì cái nước của nó khi mà sử dụng cái lọc tay quan này nuôi cá với số lượng như vậy thì cái nước nó sẽ không được trong. Cái điều đó là mình khẳng định với anh em luôn ha. Rồi giờ mình sẽ nói đến cái lọc cuối cùng, đó chính là cái lọc mà XY và Elip. Thì qua bên đây mình quay cho anh em xem đó. Tất cả những cái thùng xốp của mình là mình đều sử dụng cái lọc XY Elip này hết anh em à. Còn anh em thấy đã không? Nước êm ái lắm, đã lắm, chảy êm ru và không có tiếng động gì luôn. Giờ mình sẽ nói đến cái ưu điểm của nó ha, là nó tạo dòng chảy mạnh nè, êm ái nè, không ồn nè. Giặt cái bông lọc này được và xài 3-4 năm rồi nó vẫn bình thường, nếu mà anh em biết cách xài ha. Còn cái nhược điểm của nó là mỗi lần mình vệ sinh thì phải tháo ra cải cái lọc, nó giống như thằng XY thôi ha. Và anh em nuôi ít thì không sao, nhưng mà anh em nuôi nhiều giống như mình á, biết bao nhiêu dãy thùng xốp này. Ở trại mình là khoảng 4 dãy, 5 dãy thùng xốp mà xài lọc như thế này. Thì mỗi lần mà mình đi vệ sinh nó tốn cũng khá thời gian á anh em. Đó, bên đây thì mình đang cho chạy nước. Dãy này mình chờ cá rồi mình bỏ ra đây ha. Chạy nước cho ổn định rồi mình mới xài được. Đây là mình có một con cá mái Lutobas, nó đang mang bầu khá là to nè anh em. Rồi mình sử dụng cái sủi oxy cùng kem, ốc táo, rong. Rất tốt, tạo một cái môi trường rất tốt để cho con cá này nó mang bầu, mình nó đẻ ha. Ý là nó mang bầu sẵn rồi mình mới tách lên đây nha anh em. Còn cá giống thì mình sẽ để chung, tụi nó sống chung với nhau ở dưới thùng xốp hay là ở trên hồ kính gì đó. Rồi ok, hiện tại là mình đã chia sẻ hết tất cả những cái lọc nè, tất cả những cái gì mình biết về nó, mình chia sẻ với anh em nó hiệu quả như thế nào, ưu điểm, nhược điểm như thế nào. Mong là anh em sẽ chọn được một cái lọc nó phù hợp với anh em ha. Rồi cảm ơn tất cả các anh em đã xem hết video của mình. Nếu anh em thấy video này hay á, thì hãy nhấn cái nút like ủng hộ mình nè. Và đăng ký kênh để theo dõi những video sau luôn nha. Chào tạm biệt tất cả các anh em.